Rồi, xin chào tất mọi người nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh Máu Tu Huy Trung. Hôm nay bên em vừa về một mẫu xe, phải nói là rất là bền bỉ nha anh em. Đấy, dòng xe bền bỉ, mẫu đẹp, form dáng đẹp. Tu của Toyota nha anh em, của hãng Toyota Nhật Bản. Con này là con Toyota Corolla Altis nha anh em. Đấy, Corolla Altis. Em này thì được sản xuất năm 2002, máy 1.8 bản G nha anh em. Bản G là bản này là nó có hai bản, Vios Toyota Corolla thì nó có hai bản. Thứ nhất là bản G nè, 1.3 và bản G 1.8 nha anh em. Đấy, G mà 1.3 là bản thiếu, đấy, một chân bản thiếu, vô lăng 3 chấu, không có ABS, đấy. Còn con này thì là vô lăng 4 chấu, bản G có ABS rồi đầy đủ hết. Xe này thì được màu trắng nha anh em, gốc Đà Nẵng nhưng mà biển Quảng Trị. Đấy. Xe này thì anh này là anh chủ ở Đà Nẵng nhưng mà ảnh ở Quảng Trị anh mua. Đấy, anh ở Quảng Trị anh mua về. Anh ở Quảng Trị anh mua nên là anh này là người Quảng Trị nhưng mà anh ở Đà Nẵng anh em. Đấy. Anh mua đây là anh biển sẽ là Quảng Trị nhưng mà em mua ở Đà Nẵng. Xe thì không đâm đụng, không ngập nước, không thể kích gì hết nha anh em. Đấy. Mâm lốp thì còn rất là đẹp, lốp nào lốp nấy thì còn khoảng 80% hết nha anh em. Nói chung đẹp, sơn xi là anh em phải nói là không phải làm gì thêm. Bởi vì sơn nó rất là đẹp rồi. Tuy là một chiếc xe 202 thôi nhưng mà sơn rất là đẹp. Con này thì chủ nhà người ta đi giữ gìn rất là kỹ càng. Đấy, anh em nhìn này, phần đèn này. Đèn rồi còn sáng lắm nha anh em. Đấy, đèn đốt thì vẫn còn rất là đẹp. Anh em mình mua về chỉ có việc sử dụng bên ngay thôi. Anh em nhìn thấy không, cái nước sơn của nó được bóng. Và những cái chỉ của nó anh em nhìn này, nó rất là thẳng và nó rất là đều nhau. Đấy. Và xe này thì chưa có hiện tượng va đập nha anh em. Đấy. Chỉ đây, anh em nhìn thấy không? Vẫn còn rất là đẹp nha. Tôn vỏ thì nó còn rất là đẹp. Không có bã ma tít nhiều nha anh em. Đấy, lốp đá mâm đúc này vẫn còn sáng choang hết nha. Nội thất là nội thất nỉ nguyên bản theo xe. Này là bản G chạy chỉ có 10 mấy vạn thôi. Chưa tới 20 vạn, 18 vạn thôi. Tầm đấy anh em à, nãy em thấy mình hồn quên mất rồi. Tầm mười mấy vạn thôi. Nhưng mà còn rất là đẹp anh em. Khám thì khám đến tháng 12 nha anh em. Tháng 12 xe mới vừa khám đăng kiểm xong. Em mới vừa mà khám đăng kiểm xong phần đèn trước này. Anh em nhìn không, form hay nó là giống là form Camry nha anh em. Form nó tròn tròn giống Camry 203 rồi đó. Nhưng mà con này là Corolla Altis nha anh em. Đi rất là sướng, đi sướng hơn Vios rất là nhiều. Đấy, rất là đẹp luôn anh em thấy không? Cái trước không có một tí trầy luôn này. Anh em nhìn sơn xi này. Đấy, rất là bóng bẩy luôn nha. Đấy, màu trắng thì rất là nhiều người thích nha. Màu trắng thì theo em cũng rất là thích màu trắng. Xe thì em mua thì em chuộng màu trắng hơn. Bởi vì màu trắng nó sẽ được giá và xe nó sẽ đẹp hơn. Đẹp hơn mà màu trắng sẽ có giá hơn là màu đen nha. Con này hôm nay thì bên em ra mức giá rất là hợp lý luôn. Chỉ có 180 triệu thôi anh em à. 180 triệu thôi. Rất là hợp lý cho anh em mình mua về sử dụng ngay ngay thôi. Anh em thấy nội thất không? Nội thất là nội thất nỉ nguyên bản theo xe nhé. Nỉ niếc là còn mới can, cái này chỉ có phổ chỗ này người ta hay ngồi nhiều, nó hơi xẹp tí nhưng mà vẫn còn rất là đẹp. 202 như thế này là đẹp rồi. Vô lăng là vô lăng 4 chấu này, vô lăng 4 chấu nguyên bản theo xe. Bản G là vô lăng nó 4 chấu túi khí nha. Còn bản G là vô lăng nó 3 chấu không có túi khí. Em sẽ ra ngoài em quay cho anh em xem. Con này thì quay sẽ rất là dài đây, bởi vì nó rất là đẹp nên em sẽ quay chi tiết cho anh em coi. Nỉ nè, anh em thấy là nỉ này, chân ga chân phanh này. Đấy, anh em thấy không? Có một con xe này là miếng nỉ của nó thôi kệ nó, nhưng mà đấy, anh em thấy không? Nỉ nếp bên trong đây còn rất là đẹp này. Nhựa nhít rồi. Anh em thấy có ai quay xe như một chui quay những cái ngóc ngách mà nó hay dơ nhất này. Nỉ là nói chung mà quanh xe vẫn còn nguyên nỉ hết nha anh em. Chỗ này người ta hay để cái tay nó hơi vàng một tí nhưng mà phần trên đây thì vẫn còn rất là đẹp. Chỉ nỉn thì vẫn còn nguyên mà chưa đâm đụng, chưa ngập nước nha anh em. Nội thất là nỉ nguyên bản hết. Nói chung con này rất là đẹp, rất là nguyên bản luôn. Đấy, nội thất là sạch sẽ hết, thơm tho, nội thất sạch sẽ thơm tho, chủ nhà đi giữ gì nó kỹ á nên là đồ đạc nó còn đẹp và mới lắm anh em à. Củ số đây anh em thấy không, củ số còn đẹp không? Vô lăng là củ số rất là đẹp. Con này thì máy nó chỉ có 1.8 thôi. Phun xăng điện tử thì cũng rất là lợi xăng. Đấy. Khoảng tầm 7 đến 8 lít trên 100 cây thôi nè. ABS túi khí đầy đủ nha anh em. ABS túi khí đầy đủ. Cái bản đồng hồ này thì nó bị chạm mấy cái bóng cháy bóng đèn. Hôm nay tôi sẽ thay lại. Cái này chắc cũng sẽ thay lại cho anh em. Đấy.
Này thì đơn giản thôi, nó cháy vài con ống đèn trong đây thôi. Đấy. Thấp đây. Hộp để đồ nữa nè, âm thanh loa đài thì nghe rất là hay. Đấy. Đấy, tẩu tàn thuốc, số con số thì rất là nhẹ nhàng anh em ạ. Con số của nó rất là nhẹ nhàng luôn. Phụ nữ có thể đi được nha. Dòng này phụ nữ có thể đi được nhẹ nhàng, con số nhẹ nhàng, chị em phụ nữ nào biết đi số tay thì đi nhưng này rất là nhẹ nhàng thôi. Âm thanh thì cũng rất là hay, âm thanh thì nó xài đầu Pioneer nha anh em. Pioneer này cũng rất là hay. Phát ra cái âm thanh nó hay hơn màn hình Android rất là nhiều. Phanh tay anh em thấy không, phanh tay này còn đẹp lắm nha anh em, phanh tay rồi còn đẹp lắm. Phanh tay cũng còn sắc nét lắm, đồ đạc bên trong còn sắc nét lắm. Hộp này là để cốc, để ly nước đồ uống ấy. Để ý cái này nè, nhìn cái bệ thì tay nè, bệ thì tay người ta hay bể nhất. Cái này không phải là em lột nỉ đâu nha, em mua về nó đã vậy rồi, em mua của chủ xe người ta đã vậy rồi, chứ không phải là mua da rồi bọc lột nỉ ra. Trên ghế không hề có vết đinh nha anh em. Khi mà anh em mua xe mà người ta da mà người ta lột nỉ ra, trên ghế chắc chắn phải có vết đinh. Nhưng mà con này anh em nhìn này, ghế nó còn nguyên hết, không có vết đinh nha. Không có một cái vết đinh mà vết đinh bấm người ta ghìm vô trong trong ghế cho nó ôm da, không có nha. Đấy, anh em nỉ nguyên bản nó từ đầu đến giờ luôn, chứ không phải là người ta bọc da rồi đây. Đấy, anh em trong đây tỉ tay hai ngang cũng có nỉ luôn. Hộp tỉ tay rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Âm thanh thì rất là hay. Tại vì ta không nỗi đau nên mình đành. Gương kính chính điện hoạt động ok hết nha anh em. Hôm nay gương kính chính điện hoạt động bình thường đó nha. Đấy. Gương kính chỉnh điện rất là ngọt ngào. Người ta không có dán phim là nhìn gương nó hơi trong rồi, còn này chắn nắng rồi. Đấy, chắn nắng rồi còn đẹp đó nha anh em. Đấy, đèn này. Đấy, đèn đầy đủ hết nha anh em, không thiếu cái gì hết nha. Đấy, chắn nắng này vẫn còn mới nè, tem tiếp rồi của nhà sản xuất đồ còn nguyên hết đây, trần nỉ đây mới hết này, đèn rút rồi sáng đó nha anh em. Nói chung là xe còn nỉ nguyên bản hết á anh em. Nhìn tắp lô này, con này thì gia đình 100% nha anh em, không dịch vụ, không taxi. Chỉ cần anh em vào phát hiện có một ngày dịch vụ thôi, trả xe lại cho em. Gương kính chính điện hoạt động tốt đấy nha anh em, không thiếu một lỗi gì hết này. Gương kính chính điện hoạt động bình thường thế này. Máy móc thì nổ rất là êm, máy 1.8 máy zin nha anh em. Chỉ có mặt máy người ta làm lại, người thay rang mặt máy thôi, còn lại là nguyên zin hết. Máy móc phần ngoài dưới là còn nguyên zin hết nha anh em. Nỉ nít nội thất sau đây. Sau này thì bệ tỉ tay, nó có cả cốc để ly nha anh em. Nỉ nếu anh em nhìn này, còn nguyên si hết anh em thấy không? Có con xe nào mà nỉ nếu đẹp như thế này không? Giữ nha, chứ không giữ là nỉ nó banh, nó xù rồi nó xấu lắm. Không có được cái nỉ đẹp như thế này đâu, vừa hôi và vừa dơ nữa. Phải nói là người ta đi giữ kỹ anh em nhìn này. Ghế mà người ta mà bọc da mà người ta tháo nỉ chắc chắn nó sẽ có vết đinh. Vết đinh, những cái vết đinh lỗ em thấy rất là nhiều rồi. Nhưng mà con này thì không có một vết đinh nào nha, là chứng tỏ người ta chưa có bọc da. Người ta sẽ để người ta đi, nhưng mà rất là sạch sẽ nha anh em. Đấy, và nó không hôi nha, ngược lại nó còn rất là thơm nữa. Đấy, thơm mùi nỉ của những cái xe kiểu giống xe mới mà kiểu vậy thôi. Nhưng mà con này mấy năm thì rất mất mùi xe mới rồi. Nhưng mà đồ đạc nó còn nỉ, nó riết, nó còn đẹp và nó thơm lắm, nó không hôi. Ngồi nhiều nó sẽ hôi, mồ hôi rất là nhiều, nhưng mà con này không hôi nha anh em. Cốp sau thì cũng còn nỉ luôn, nói chung là cabo rồi đây. Có cái đèn pin không? Hả? Em dỡ nãy lên này, thấy dưới đây là vết bấm là sản xuất còn nguyên thế này. Lốp sơ cua độ rồi đầy đủ hết nha anh em, không thiếu cái gì hết, rất là đẹp. Lốp có thì cũng rất là sạch sẽ thôi. Được rồi. Bỏ xuống đi. Cột kè này vẫn còn nguyên nha anh em, chưa có một vết đâm đụng ABS này. ABS túi khí đồ đầy đủ hết nha. Nãy nấy rồi đây, còn nguyên. Đấy. Sơn si thì rất là bóng bẫy luôn. Anh em về chỉ có việc đổ xăng và đi thôi. Đấy, gầm bệ đây. Không một một tí một một luôn. Anh em coi gầm chưa? Đấy. Đẹp nha anh em.
không mực mọt nha. Riêng cái dòng Toyota thì vàng đồng của nó thì cực kỳ là cứng, cực kỳ là bền luôn, không dễ gì mục mọt ở nó đâu, nên anh em yên tâm. Xe này thì có về đổ xăng đi thôi. Cái dòng này Toyota thì nó được mệnh danh rồi, nồi đồng cối đá mà, dễ gì mà hư được nó mà dễ gì. Dòng này anh em đi mua về khỏi lo điện đài, điện đóm, khỏi phải lo gì hết, khỏi lo không bật nha. Đấy. Mua này về thì chỉ có hơi buồn cái là không biết bao giờ nó hư để mua xe mới thôi, chỉ có buồn cái đó thôi, chứ còn là không biết cái gì để che nó hết đó. Bởi vì nó bền lắm anh em ạ. À, dòng Toyota thì những anh em nào xài nó biết rồi. Nó bền mà nó đi nó chắc lắm, không dễ gì hư được một con Toyota đâu anh em. Chỉ có những người mà ta đi phá thôi, chứ giữ như thế này thì anh em đi biết bao giờ mà hư được con xe. Đi mà gì mà nảy riết mà mười mấy 20 năm mà nó còn nguyên vậy là anh em biết. Đi cái gì mà giữ đến nỗi mà nảy riết anh em nhìn này. Nhìn sàn nảy này nè. Đấy, em mua về là nó nguyên vậy luôn. Đấy, nảy riết đây. Còn nguyên anh em thấy không? Đấy, ngay cái bệ bước chân cũng còn đẹp lắm. Không có xước xái mà cũng không có dơ nhiều anh em thấy không? Đấy. Đẹp như thế này thì anh em khỏi phải chê. Anh em vào xem xe thì nhớ đem tiền theo để chốt ngay, chứ vào xem xe mà không chốt thì anh em coi con xe này chỉ có việc là vào xem là chồng tiền là chốt thôi. Đấy. Bởi vì con xe nó rất là đẹp rồi, anh em cứ vào xem xe và dẫn thợ đi thoải mái nha, dẫn thợ đi coi thoải mái. Bên em tiếp tất cả loại thợ. Đấy. Chở cái máy giùm em với anh ơi. Còn xe thì bên em đấy. Không đông đụng, không ngập nước nha anh em, máy móc zin. Đấy. Gầm bệ này, gầm bệ anh em thấy đẹp quá đẹp không? Xuất sắc. 2x2 như thế này là quá đẹp anh em ạ. À. Máy móc thì gọi phải bàn nè, máy móc thì nổ rất là êm. Máy êm, sạch sẽ lắm anh em, ABS rồi đầy đủ hết á. Còn kè thì vẫn còn nguyên nha anh em, chưa có hiện tượng gọi là đâm đụng hay là ngập nước nhé. Bên em cam kết cho anh em, khi mà anh em mua bên em sẽ viết giấy cam kết cho anh em là không đâm đụng, không ngập nước, nên là anh em yên tâm. Đấy, bên em salon, em cam kết cho anh em là không vấn đề đâm đụng ngập nước nha. Máy móc gì, đấy. Còn riêng về vấn đề xe, anh em về là chỉ có việc là đổ xăng vào đây thôi, không phải làm gì thêm nữa này. À máy thế này. Đấy. Anh em thấy chất lượng không? Một quả máy rất là đẹp. Đó. Tên tắt máy giùm em đi. Toyota Corolla Altis nha anh em. Đấy, máy 1.8 bản G nha anh em. Đấy, sơn si về anh em không làm gì nha. Một con xe quá là chất, quá là đẹp đi. Đấy, nội thất cho anh em ngắm nghía một lần nữa nha. Em kết thúc video luôn. Đấy, đẹp chưa? Chỉ có 180 triệu thôi. Nói thật với anh em, bản G 180 triệu trên thị trường không hề có nha. Đấy, trên thị trường bản G thì toàn 190-200 rất là nhiều nha anh em. Nhưng mà 180 triệu một con xe đẹp như thế này thì anh em thấp đuốc đi tìm cũng có đâu. Đấy, bởi vì lâu lâu em mua được con xe đẹp thì chia sẻ lại cho anh em, bán lại cho anh em thôi. 180 triệu nha anh em, nào cần thì liên hệ số điện thoại 0905 356 663, 0935146262. Xem xe tại khu 7 thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam nha anh em. Toyota Corolla Altis. Đấy, khóa mốt rồi đầy đủ, bấm mốt luôn nha anh em. Đấy, có còi rồi kêu nguyên bản theo xe luôn. Quay cái gầm này. Đấy, gầm dưới trước đây. Mới hết nha anh em, sơn si anh em nhìn nè, đẹp hết, sơn si là bóng như xe mới luôn. Đấy. Không một vết trầy luôn á, xe người ta đi người ta giữ kỹ đến mức này mà. 180 triệu thôi anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại 0935146262, 0905356663 nha anh em. Xem xe tại Huyện Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đấy. Mong đúc nguyên bản theo xe hết nha anh em. Sơn si bên ngoài anh em nhìn này. Về và không phải làm bất cứ thứ gì thêm rồi. Đấy. Có cả khóa mốt luôn. 180 triệu thôi. Anh em nào cần thì liên hệ nhé. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.